Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chân ông chơi. Thì hôm nay em lại quay cập nhật cái giá xe Mazda của một số dòng bán chạy từ giờ đến cuối năm và cái hết hiệu lực giảm thuế trước bạ thì nó sẽ còn khoảng tầm 15 đến 20 ngày nữa. Cụ thể là khoảng. Đấy thì anh chị mua thời điểm này thì thật sự là dòng nào nó cũng rất là rẻ và giá nó hợp lý. Cũng như bên em thì cũng nói thật là khoảng một tuần trước thì cũng không có xe mà bảy. Đấy, hôm nay thì về được hai bản Bre Luxury. Thời điểm này thì gần như là cái bản rẻ nhất, bản Deluxe ấy, thì chúng ta phải đợi xe khá lâu và cái chạy thuế thì phải xem xét. Đấy, còn lại thì những cái bản như là C5 Luxury hoặc là bản Premium thì 2.0, 2.5 thì bên mình bán vẫn đầy đủ đầu xe và màu xe nhé. Cụ thể giá bán thì như này. Bản Deluxe 759 triệu thì lăn bánh ở thị trấn Bắc Ninh, Bắc Giang nó sẽ rơi vào khoảng tầm 803 đến 802 triệu. Còn với phiên bản Luxury 799 triệu thì các bác lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng tầm 840. Hiện nay thì dòng này vẫn đang giảm thuế nhá. Bản Luxury thì nó sẽ không có cái logo 3D như này. Ba bản bọn em bán chính là bản 2.0 Pre và một cầu. Chúng ta có bản Premium Active này là 839 triệu. Bản Premium Sport là 859 và bản Premium Exclusive là 879. Mỗi bản cách nhau khoảng 20 triệu. Ở lăn bánh các bác cộng với em là khoảng tầm 45 đến 50 triệu nữa là mình có ra giá lăn bánh. Đấy, thì với các bản bán chạy nhất là bản 2.0 Sport và 2.0 Active thì cái mức giá ra biển nó đâu đó khoảng dưới 900. Giá này thì mình sẽ có một chiếc xe bán chạy nhất từ đầu năm nay, nó là giá đẹp thì xe nó bán rất là tốt. Chúng ta có phanh điện tử này, auto hold này, hệ thống an toàn với đầy đủ như là adaptive cruise control, cảnh báo lệch làn, giữ làn. Đó, thì màn hình cảm biến, điều hòa hai vùng độc lập, đấy, cửa gió hàng ghế sau. Thật sự mà nói với một cái cá nhân đi xe gia đình thì cái xe X5 này cũng là cái xe đáp ứng gần như là đầy đủ các tiêu chí của gia đình hiện đại bây giờ. Đấy ạ, thì cái mức giá nó cũng khá là êm. Từ giờ đến cuối năm thì bên em vẫn đầy đủ xe cho các bác. Đó. Ngoài ra thì phải nói là đây em quay nhanh, đây là cái bản CX3 mới nhé. Dòng này là dòng đã được bày bán nhưng tuy nhiên là như anh chị biết thì cuối năm nay nó clear cái form cũ và đã bán sang form mới rồi. Thì nhưng về cái CX3 này thì nó sẽ trải dài từ cái mức giá mà khoảng trên 500. Cụ thể là bản rẻ nhất là bản 524 triệu và bản đắt nhất là bản tầm 640. Đấy, thì thường thì bọn em sẽ bán là bản CX5, CX3 bản số tự động và bản CX3 bản Deluxe. Đấy, mức giá là 524 triệu đồng và 559 triệu đồng. Nó bác ra biển thì nó sẽ dưới 600, loanh quanh vào khoảng 600 một chút thôi. Thì nó cũng là một xe gầm cao, thông dụng và nhỏ hơn CX5 một tí thôi. Mình trực quan hai xe thì cũng không lệch nhau khá nhiều. Đây, trên này thì chúng ta vẫn có phanh tay điện tử này, auto hold này. Tất nhiên thì với phiên bản thường như này thì sẽ là điều hòa cơ. Đấy, thì em sẽ review một cái video riêng cái dòng xe này. Ngoài ra thì đây bên này chúng ta sẽ sang sedan. Sedan thì hiện nay thì bọn em bán chính là hai mẫu Mazda 2. Bản này là bản AT, bản thường 410 triệu. Xe này trong tháng này thì bên em có khuyến mại về tiền mặt nhé. Lăn bánh mẫu này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 450 hay 450 một chút thôi. Đấy, ngoài ra thì mình có hai phiên bản Bre hoặc là Luxury, tuy nhiên giá nó sẽ hơi cao một tí. Với anh chị mà muốn mua cái xe gọi là vừa tiền đi lại cho vợ hoặc là mình đi xe lần đầu mà muốn xe thiết kế nó đẹp và dễ lái dễ sử dụng thì mình có thể cân nhắc cái Mazda 2 này. Cái mức giá nó chỉ ngang Y10 thôi.
Tuy nhiên thì mình được chiếc xe hạng B trừ. Đấy, nó cũng rộng rãi và cũng đẹp. Xe này bên em bán chạy nhá. Giá nó hợp lý mà. 410 có hỗ trợ về tiền mặt và phụ kiện theo xe. Đấy, ngoài ra thì bên em còn có Mazda 3. Thời điểm này mua Mazda 3 rất là rẻ rồi. Mazda 3 bản thường là khoảng 579 ấy, chúng ra biển là khoảng tầm 601, hoặc là bản luxury, cái bản tiêu chuẩn bán chạy thì 619, mình ra biển là khoảng tầm 650 qua đầu thôi. Rất hợp lý đúng không ạ? Ghế má và phanh tay điện tử auto hold. Đấy, ghế này, chỉnh điện này. Nếu mà bản Bre thì mình sẽ đắt hơn khoảng 100. Đấy, thì nó hơn được cái tính năng an toàn, ví dụ như lệch làn, giữ làn hay là phanh ra đa, khoảng cách. Đấy, cụ thể như này, bản luxury. Đó, xe này bên em bán rất là chạy. Đấy, anh chị có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp con em nhé. Trả góp ngân hàng thì thời điểm này cũng rất là rẻ. Đa phần mua vay xe mới nó sẽ dao động khoảng 7-8% một năm. Còn với các bác mà hồ sơ tài chính nó khó hơn một chút thì có thể liên hệ trực tiếp con em để được tư vấn thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.